Xôn sao thông tin Trấn Thành lên tiếng xác nhận Harry Won mang thai con đầu lòng, thực hư ra sao? Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi tin đồn, bà xã Trấn Thành đang mang thai được chia sẻ tràn lan. Thậm chí, 9 Nam MC còn lên tiếng xác nhận, thực hư rốt cuộc là thế nào? Cuối năm 2016, Trấn Thành và Harry Won đã chính thức về chung một nhà. Mặc dù mang tiếng là người thứ ba trên ngang vào mối tình gần thập kỷ của Harry Won và Tiến Đạt, nhưng Trấn Thành tỏ ra không quan tâm vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng vợ hết mực. Chính vì thế sự chân thành của nam MC đã chiếm trọn trái tim Harry Won. Đặc biệt từ khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi này cũng gặp phải không ít sóng gió. Đặc biệt là không ít lần bà xã Trấn Thành, vướng tin đồn mang thai dù chính chủ đã nhiều lần lên tiếng đính chính. Chính sự soi mói, phán xét của cộng đồng mạng đã khiến cuộc sống đời tư của vợ chồng Trấn Thành, Harry Won bị xáo trộn ít nhiều. Mới đây nhất, vào ngày 23 tháng 12, mạng xã hội lại bất ngờ nháo nhào khi thông tin Trấn Thành xác nhận Harry Won đã mang thai được đăng tải. Theo đó, nguyên văn nội dung bài viết được chia sẻ rồng rộ như sau. Trấn Thành thông báo Harry Won đã mang thai rồi mọi người nhé. Mọi người lướt hãy cùng chúc mừng gia đình anh chị ấy nhé. Mọi người yêu quý vợ chồng Trấn Thành, Harry Won bấm OK nhé. Ngay lập tức bài đăng trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Thậm chí có nhiều người hâm mộ còn ùa vào trang cá nhân Trấn Thành, Harry Won để gửi lời chúc mừng. Trên thực tế đây hoàn toàn chỉ là một tin đồn thất thiệt do chính cư dân mạng tạo ra, phía Nam MC chưa từng lên tiếng thông báo tin Harry Won mang bầu trên mạng xã hội. Bên cạnh đó trong một video phỏng vấn gần đây, bên cạnh đó trong một video phỏng vấn gần đây nhất, Harry Won cũng đã khẳng định mình chưa mang thai, việc vòng hai lớn bất thường chỉ là đơn giản là do cô mập lên sau dịch, dịch thì ai cũng mập lên cả, tin đồn có bầu cũng gần 20 lần thì phải thì Harry cũng không biết là bé mợ này tại sao không chịu sinh ra mà cứ ở trong bụng mình hoài thì mình cũng thắc mắc. Mong là sau đợt dịch này thì mình cũng hết cái mợ đó và không có tin đồn có bầu này nọ. Có thể thấy qua loạt động thái phủ nhận thẳng thương của vợ chồng Trấn Thành, khán giả đều có thể nhận ra rằng thông tin Harry Won mang bầu là hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại sự việc trên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.